Đây là chiếc Asus Zenbook 14 OLED Và bên trong nó được trang bị một con chip hoàn toàn mới của Intel Mới cả về tên gọi là Intel Core Ultra Mới cả về cách thiết kế và kiến trúc mà Intel đã áp dụng Các bạn có thể xem lại video mà mình giải thích toàn bộ về Intel Core Ultra Để mà biết những gì mà chúng ta có thể kỳ vọng ở con chip này nhé Và ở đây thì mình đang có phiên bản thấp nhất của dòng Core Ultra Là Intel Core Ultra 5125H Đi kèm vào đó là 16GB RAM LPDDR5 7467MHz và mở task manager lên thì các bạn có thấy rằng là có thêm dòng NPU để mà mô phỏng hiệu năng xử lý của con chip AI riêng luôn nha. Chắc chắn là năm nay mình sẽ làm rất nhiều video về Intel Core Ultra vì con chip này nó sẽ thay đổi hoàn toàn khả năng của một chiếc laptop Windows cũng như là cái cách mà người dùng sử dụng laptop Windows theo những hướng hoàn toàn mới. Nên là mình muốn dùng và trải nghiệm thật lâu, thật sâu để xem rằng là nó ra sao mình cũng lưu ý như vậy là bởi hiệu năng nó sẽ còn có thể thay đổi trong thời gian tới phụ thuộc vào từng phiên bản BIOS và driver khác nhau nhưng mà chúng ta có đi vào những cái nhìn đầu tiên về con chip Intel Core Ultra 5 mà mình đang có ở đây nhá với hiệu năng CPU thì ở đây là phiên bản tiêu chuẩn mà thôi không biết là những phiên bản cao hơn ra sao nhưng mà ở phiên bản cơ bản này thì hiệu năng cho ra mình thấy rằng là cũng gọi là mức tạm ổn và chưa có gì là đột phá lắm Tuy nhiên, nếu như mà xét về hiệu năng đổ họa thì đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác nhé. Đúng như Intel công bố thì hiệu năng trên mỗi quát điện của con chip GPU mới này nó sẽ tăng gấp đôi. Thì mình có so sánh với cả phiên bản Intel Iris Xe mạnh nhất của năm ngoái thì hiệu năng bây giờ nó đã tăng lên đến 70% rồi. Mà đây là dòng Intel Core Ultra 5 có 7 nhân GPU thì lên phiên bản Core Ultra 7 có 8 nhân GPU nữa thì nó còn tăng gấp đôi, cũng là một chuyện rất là bình thường đúng không ạ? Còn nếu như mà so với cả dòng card họa tích hợp mạnh nhất của AMD năm ngoái thì nó cũng sẽ là tương đương. Và tất nhiên, hiệu năng gaming chính là trải nghiệm mà được hưởng lợi nhiều nhất trên những chiếc Ultrabook 2024. Ví dụ như là tựa game Apex Legends thì gần như là không chơi được ở trên những chiếc Ultrabook đời trước vì FPS của nó là rất là thấp. Nhưng mà bây giờ thì mình đã có thể chơi được vào khoảng là 55 FPS. Tất nhiên là chiếc Zenbook này nó vẫn chỉ là một chiếc Ultrabook chứ không phải là laptop gaming. À, nên là khi mà chơi thì nó cũng sẽ chỉ chơi được vào khoảng là Full HD và Medium mà thôi. Và nếu như mà muốn cải thiện FPS thì bạn sẽ phải để xuống lâu setting. Chuyển qua tựa game khác là Valorant thì FPS bây giờ nó cũng sẽ dễ dàng đạt được vào khoảng là 130 cho đến 150 ở low setting. Và như mình đã chia sẻ ban đầu, đây mới chỉ là mức hiệu năng ở thời điểm hiện tại. Còn sau này khi mình được update driver tối ưu hơn thì hiệu năng nó sẽ còn có thể được cải thiện hơn nữa. Ở trong phần mềm máy Asus thì chúng ta vẫn sẽ có những chế độ tinh chỉnh các mức hiệu năng khác nhau. Nếu như mà để chế độ performance thì công suất điện ổn định ở vào khoảng là 28W, standard là 20W, còn chế độ whisper mode hay là tiết kiệm pin ấy là 15W và hiệu năng cho ra nó sẽ có những sự chênh lệch là rất là lớn giữa những chế độ này với nhau. Trước khi làm bài test này thì mình đã nghĩ rằng là Intel Core Ultra nó đã cải thiện rất là nhiều về hiệu năng chưa một quát điện rồi thì đáng lý ra là nó sẽ nên được giới hạn công suất điện ở một mức nào đó vào khoảng dưới 20W thôi để mà cho những chiếc ultrabook có thể chạy rất là thông thả được. Nhưng mà thực tế thì như các bạn đã thấy, hiệu năng cho ra nó vẫn bị ảnh hưởng rất là lớn bởi mức công suất điện đưa vào. Điều này nó sẽ dẫn đến một việc là nó sẽ tiếp tục thúc đẩy các hãng làm ra những cái chiếc máy dày hơn và quạt ồn hơn để mà đẩy watt điện vào nhiều hơn và từ đó cho ra những cái chiếc máy có hiệu năng là cao hơn. Tức là trong năm 2024 thì chúng ta vẫn sẽ chưa có những cái chiếc ultrabook mà có hiệu năng chạy ở mức tuyệt đối được khi mà được trang bị những dòng Intel Core Ultra H series như vậy. Và như chiếc Zenbook 14 OLED này nếu như mà chạy nặng như là render hay là chơi game đi Thì bạn vẫn sẽ có thể nghe thấy tiếng quạt một cách khá là rõ ràng Còn khi mà làm việc bình thường thì nó mới thực sự là yên tĩnh <laughs> Còn về hiệu năng khi mà cắm sạc và rút sạc ra Nó gần như là không có quá nhiều những sự khác biệt Nó có khác biệt nhá nhưng mà là không nhiều Nên là nếu như bạn làm việc bình thường thì các bạn cũng không phải lo là lúc nào cũng sẽ phải kè kè cái sạc nhá rồi, về pin thì đây sẽ là một trong lý do vì sao mà khiến cho bạn phải nâng cấp laptop Windows 2024 mà có khi lại là lý do chính luôn nhá. Vấn đề của những dòng CPU Intel trước đây là công suất điện của nó luôn chạy mức rất là cao ngay cả khi mà chúng chẳng làm gì cả. Thông thường đối với cả những dòng P series thì nó sẽ ăn vào khoảng là từ 5 cho đến 7 W ngay cả khi mà mình không làm gì. Ảo thật sự đấy. Lý do thì cũng là do cơ chế scheduling của Intel là luôn ưu tiên các nhân hiệu năng cao xử lý trước rồi mới đẩy xuống cho nhân tiết kiệm điện xử lý sau còn đối với cả dòng chip Intel Core Ultra lại có cách tiếp cận là hoàn toàn khác thứ nhất là chúng đảo ngược lại các nhân tiết kiệm điện nó sẽ được ưu tiên xử lý trước rồi mới đẩy lên cho nhân hiệu năng cao nếu cần còn nếu như mà không làm gì quá là nặng nề thì có khi là các nhân hiệu năng cao nó còn chẳng cần phải chạy cơ Ngoài ra thì Intel cũng bổ sung thêm hai nhân mới là Low Power E-Core còn tiết kiệm điện hơn và chúng được đặt nằm riêng so với cả phần nhân P-Core và E-Core. Việc nằm riêng này là để giúp cho đối với cả những tác vụ nào mà quá là nhẹ nhàng đi thì cụm nhân P-Core và E-Core nó còn chẳng cần phải chia điện, từ đó thì máy nó sẽ tiết kiệm pin hơn. Và đúng là nếu như mà không làm gì thì chiếc Zenbook 14 OLED này nó còn chưa tồn đến 2W cho CPU cơ. Chưa đến 2W nha. Còn nếu như mà chỉ làm các tác vụ thông thường thì nó cũng sẽ chỉ nhảy lên vào khoảng là trên dưới 5W chứ không bị nhảy lên mức 15W như là ngày xưa. Đây là thời lượng sử dụng của chiếc Zenbook 14 OLED này. Với viên pin có dung lượng là 75 giờ thì nó sẽ có thể đạt được vào khoảng là 8 đến 9 tiếng với những tác vụ cơ bản. Và rõ ràng đây là một sự cải thiện rõ rệt về thời lượng pin. Tuy nhiên, các bạn lưu ý rằng là đây là mức độ sáng mà mình để vào khoảng là 70%. Còn nếu như mà tăng độ sáng lên 100%, ví dụ như là khi mà các bạn ra cà phê đi thì tấm nền OLED nó sẽ tốn pin hơn rất là nhiều so với cả những tấm nền LCD ở mức độ sáng cao. Nên là thời lượng pin lúc này nó sẽ có thể giảm xuống chỉ còn vào khoảng là từ 5 cho đến 6 tiếng mà thôi. Nói chung thì thời lượng bao nhiêu nó sẽ phụ thuộc rất là lớn vào cách mà các bạn dùng máy. Và riêng điểm này thì mình sẽ làm những video trải nghiệm thực tế để mà chia sẻ với các bạn kỹ hơn trong tương lai nhé. Rồi, cuối cùng thì mình muốn nói qua một chút về con chip NPU. Thực ra là phải nói kỹ cơ, vì con chip này nếu như mà được tận dụng tốt ấy, thì nó sẽ còn giúp cho CPU và GPU giảm tải tài nguyên và từ đó thì pin nó sẽ còn trầu hơn nữa cơ. Nhưng mà hiện tại thì các phần mềm đồ họa nó đang trong giai đoạn ra mắt những cái tính năng tương thích nên là chưa có nhiều thứ để mà nghịch với cả con chip NPU này. Có duy nhất là chế độ camera mặc định của Windows thì nó sẽ sử dụng AI để mà tách phông nền và thêm thắt một vài hiệu ứng thì lúc này phần NPU nó mới nhảy số còn trong tương lai thì con chip NPU này nó sẽ được áp dụng vào trong rất là nhiều thứ và tính ứng dụng nó rất là cao ví dụ như là tracking kinh khuôn mặt để mà chỉnh màu dễ hơn này hay là trách kinh vật thể để mà tách phông ra khỏi một cái bức hình nào đó này hay là nhận diện rộng nói tốt hơn rồi từ đó ra lệnh cho Windows chẳng hạn nói chung là mình thấy rằng là tính ứng dụng của AI trên những chiếc laptop nó rất là lớn còn lại về chiếc Zenbook 14 OLED này thì nó vẫn là một chiếc máy mà bất kỳ ai cũng sẽ phải nghĩa tới nó là một trong những chiếc máy mà có màn hình đẹp nhất trong phân khúc Nó vừa nét mà vừa mượt mà Tần số quét còn chơi hẳn luôn là 120Hz cơ mà Tóm lại thì đến bây giờ Có hai điều mà mình ấn tượng nhất với con chip Intel Core Thứ nhất là pin và thứ hai đó chính là về mặt hiệu năng đồ họa và trong tương lai thì con chip này là sẽ còn có rất nhiều tiềm năng ví dụ như là hiệu năng sẽ còn có thể được cải thiện hơn nữa thông qua những phiên bản update bios cũng như là driver ví dụ như là đây là phiên bản uh, bios thứ hai mà mình đã trải nghiệm rồi và sau khi update thì hiệu năng nó cũng được cải thiện hơn rất là nhiều và ngoài ra thì các tính năng AI cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị được ra mắt Nên là đến thời điểm hiện tại thì một nửa những cái sự cải tiến là nhìn thấy và một nửa còn lại là chúng ta sẽ phải chờ đợi trong thời gian tới nhé Rồi và đó là những trải nghiệm của mình về con chip Intel Core Ultra Cụ thể ở đây là phiên bản Intel Core Ultra 5 125H thuộc dòng H Series Các bạn nghĩ sao về con chip này và với những sự nâng cấp như vậy Thì các bạn có xuống tiền để mà nâng cấp laptop Windows 2024 hay là không nó đã đủ kích thích các bạn hay là chưa thì hãy cùng comment ở phía bên dưới nhá và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem đến giờ phút này của video còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại